Dự án căn hộ đa tiện ích Destino Central đã chính thức được khởi công tại số 54 quốc lộ 1A Mỹ Yên thuộc cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Với tổng diện tích hơn 21.500 m², dự án được xây dựng và phát triển bởi tập đoàn C Holdings, có vị trí đắc địa trên mặt tiền quốc lộ 1A, kết nối trực tiếp cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cao tốc Bến Lức Long Thành. Dự án được kiến tạo hệ thống trên 45 tiện ích, đối bật với 4 hồ bơi tại khu quảng trường trung tâm, mật độ cây xanh lớn, tạo môi trường sống xanh, trong lành. Dự kiến là chúng tôi sẽ hoàn thành và bàn giao nhà vào quý 1 năm 2027, gồm những cái tiện ích như là 4 hồ bơi, rồi trường học. Trường học thì phục vụ cho nhu cầu khoảng 120 bé. Các tiện ích như shop house phục vụ cho cư dân toàn bộ tại dự án. Với thiết kế hiện đại, Destino Central hướng đến không gian sống tiện nghi, văn minh cho cư dân. C Holdings nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo chất lượng và đủ các tiện ích cho nhu cầu cuộc sống cư dân tương lai.